Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm bánh bao chay bằng men tự nhiên với cách gói bánh bao kiểu mới hình dạng quả đào. Và trong clip này mình có chia sẻ một số kinh nghiệm để dễ dàng làm thành công món bánh bao như ý muốn. Mời mọi người vào xem và cùng làm nhé. Đây là hũ men tự nhiên mình nuôi được 10 ngày rồi nè. Men này mình nuôi từ sữa chua với lại mật ong. Bây giờ mình sẽ lấy ra 50g men. Mình cho men ăn với tỷ lệ 1:1:2. Cho vào thau 50g men, 50g sữa chua. Mình không có sử dụng nước mà thay thế bằng sữa chua. Thêm 10g mật ong hoặc là đường mía cũng được nha mọi người. 100g bột mì. Như vậy thì tổng lượng men của mình có là 210g. Trộn đều lên để đắp bừ lại rồi để qua đêm hoặc là để 8 tiếng nha. Sau khi ủ được 8 tiếng thì men của mình nó nở to như thế này. Và có rất là nhiều rễ tre. Vỏ bánh bao mình sẽ chia ra làm hai phần. Thứ nhất mình sẽ làm phần bột cái. Mình có 210g men tự nhiên, 150g bột mì, 150ml sữa tươi và một muỗng canh đường. Bột mì thì mọi người có thể sử dụng bột mì đa dụng Chiriki Komugiko có 10% protein. Cái bột này thì nó sẽ làm cho bánh bao của mình trắng nè. Đó, cái bột nó trắng bóc ha. Nếu như không có bột mì đa dụng thì mình có thể sử dụng bột mì để làm bánh. Đây là bột mì để làm bánh kem nè, Hakuriki Komugiko. Bột mì này thì có 8% protein nha. Cái bột mình đang sử dụng là bột mì 8% protein nha mọi người. Cho đường vào sữa rồi khuấy cho đường tan ra. Cho hết sữa vào thau trộn đều lên. Rồi cho hết bột mì vào đây luôn, trộn đều lên nha. Trộn đều rồi mình sẽ đậy nắp bừa đại và để ủ bột khoảng 1 tiếng. Trong khi đó mình sẽ làm nhân. Hôm nay mình sẽ làm nhân nấm và phô mai. Ở đây mình có 4 loại nấm nè. Mọi người thích ăn nấm gì thì cho nấm đó vào. Thêm một ít hành lá và một củ cải đỏ. Phô mai thì mình sử dụng cái loại phô mai để làm bánh pizza đó. Phô mai người ta cắt nhỏ nhỏ ra như thế này ha. Nấm các loại mình sẽ rửa sạch để ráo nước rồi cắt mỏng ra. Thank you.
Củ cải đỏ thì mình sẽ dùng cái bàn bào sợi để bào nó nhỏ ra nha. Bắt chảo lên bếp, cho vào đây một ít dầu ăn. Cho tỏi băm vào phi cho thơm. Tỏi của mình đã vàng thơm rồi, mình sẽ cho lần lượt từng loại nấm vào. Loại nấm nào mình thấy nó cứng thì mình cho vào trước, cái nào mềm mình cho vào sau nha. Rồi nêm nếm cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình. Cuối cùng là hành cắt nhỏ cho hết vào đây. Rồi trộn đều lên. Nếu như mà mọi người xào nấm thấy nó có chảy nước ra thì mọi người cho vào đây thêm khoảng một muỗng canh bột mì. Trộn đều lên thì nó sẽ sánh lại nha. Còn ở đây mình để cho nó thật là ráo nước cho nên nó không có chảy nước ra. Không cần phải cho bột mì. Như vậy là được rồi, tắt bếp để nguội. Phần bột cái của mình sau khi đã ủ được 1 tiếng rồi, bây giờ mình làm bột chính luôn. Bột chính mình sẽ có thêm 250g bột mì, 1 muỗng cà phê muối, 20g bột khoai tây hoặc là bột năng cũng được. Bột khoai tây là cái bột này nè mọi người, Katakuriko là bột khoai tây nha. 20g bột khoai tây, 8g bột nở, bột nở có cũng được mà không có cũng được. Baking powder là bột nở nha. Có bột nở vào sẽ làm cho bánh của mình mềm xốp hơn. 50g đường và 40ml dầu ăn. Mình sẽ cho bột mì, muối, đường, bột năng, bột nở cho hết vào thau. Trộn đều lên cho bột hòa tan ra. Rồi cho hết phần bột cái vào đây. Mình sẽ dùng cái phới trộn đều lên cho nó đỡ dính tay. À mình quên, còn dầu ăn nữa, cho hết dầu ăn vào đây rồi trộn đều lên. Cho bột ra bàn để nó rộng rãi, thoải mái, dễ trộn hơn. Hôm nay mình sẽ nhồi bột bằng tay. Mình sẽ nhồi khoảng 10 đến 15 phút cho đến khi nào mà bột của mình không còn dính tay nữa là được. Nếu thấy bột khô quá thì cũng có thể cho thêm sữa nha mọi người. Sau khi đã nhồi được 10 phút thì bột của mình nó đã mịn và nó không còn dính tay nữa. Cho vào thau một ít dầu ăn. Quét đều ra để bột vào để cho nó không có bị dính bột vào thau ha. Thảy nắp vừa lại và để ủ bột từ 2 đến 4 tiếng tùy theo nhiệt độ phòng nha. Ở bên mình trời đang rất là lạnh cho nên là mình ủ khoảng 4 tiếng. Còn ở nơi thời tiết nóng thì ủ khoảng 2 tiếng. Ủ cho bột nở to ra và mình ấn ngón tay vào, nó còn dấu như thế này là đạt nè. Nếu ấn ngón tay vào mà cái bột nó đàn hồi ra không còn dấu tay nữa thì mình phải ủ thêm nha. Lấy bột ra nhồi sơ cho nó vỡ bọt khí rồi chia ra thành 10 phần bằng nhau. Thank you.
Vo bột lại thành viên tròn, lấy bột cũ ấn vào trong giữa để cho bột mới nó ra ngoài, vo lại thành viên tròn nhé. Sau khi vo bột lại thành 10 viên như thế này, mình sẽ đậy nắp bự lại và để cho bột nghỉ khoảng 10 đến 15 phút. Sau 10 phút, mình sẽ lấy bột cán mỏng ra. Cái mặt láng của bột mình sẽ úp xuống mặt bàn cho nó xuống dưới, rồi cán mỏng ra. Cán mỏng to ra rồi mình sẽ cắt một đường như thế này. Phần nhân sau khi để nguội mình sẽ chia ra thành 10 phần bằng nhau. Để cho dễ quấn thì mình sẽ cho một ít phô mai vào như thế này rồi mình gói lại thành một cái viên tròn. Nhân vào ngay chỗ cái mép cắt, rồi mình sẽ quấn lại. Đó, quấn nó đi theo vòng như thế này. Rồi tấm bột lại. Vo cho nó tròn đều. Rồi để lên giấy nến. Như vậy là mình tạo được một cái bánh bao hình quả đầu tiên rồi nè. Làm những cái tiếp theo y như vậy luôn nha. Sau khi đã tạo hình xong như thế này, mình sẽ cho vào lò vi sóng, đậy nắp lại. Mình sẽ ủ khoảng 2 đến 4 tiếng nữa để cho bánh nở ra. Nếu như mà không có lò vi sóng thì mọi người có thể đậy khăn ẩm cũng được nha. Sau khi đã ủ bánh nở đạt rồi, mình sẽ bắt nồi lên bếp nấu cho nước sôi rồi cho bánh vào hấp. Mình sẽ hấp bánh trong vòng 10 đến 15 phút. Bánh của mình đã hấp được 15 phút rồi, mình sẽ mở nắp ra. Wow, nở to quá chừng. Cái nồi của mình nhỏ cho nên là mình hấp được có 3 cái thôi. Đó, nó nở to ra gấp đôi luôn. Quan trọng là mình phải ủ bánh cho nó nở đạt rồi mới đem đi hấp nha mọi người. Nếu như mà ủ bánh chưa có nở đạt mà mình vội đem đi hấp thì bánh nó sẽ không có được nở như ý muốn nha. Ở cuối clip mình sẽ cho mọi người xem cái thành phẩm mà mình ủ chưa đạt đem đi hấp nó sẽ như thế nào nha. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món bánh bao chay tạo hình quả đào làm từ men tự nhiên. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công nha. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì hãy bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kyukodo CP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Có gì thắc mắc hay đóng góp ý kiến
hãy comment bên dưới clip. Mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hữu ích hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Sai go ma de mite kurete. Arigato gozaimasu. Mata ne. Đây là thành phẩm bánh bao mà mình ủ cho nó nở đạt rồi mình mới hấp. Thì nó sẽ ra cái bánh bao nó bóng láng và nở đẹp, nở đều như thế này. Đó, nó mềm xốp lắm luôn. Và đây là trường hợp bánh bao ủ chưa nở đạt mà mình cho vào hấp nè mọi người. Thành phẩm của bánh bao ủ nở chưa có đạt nè. Đó, nó cũng khi mà hấp ra thì nó cũng sẽ nở không có đạt. Nó như thế này, nó không có được bóng láng như là cái nở đạt nha. Nó cũng vẫn mềm, nhưng mà nó không có mềm bằng tại vì nó nở chưa có hết. Nó sẽ nhỏ hơn cái bánh bao mà mình ủ nở đạt rồi mình hấp. Mình hấp xong thì nó cũng sẽ nở rất là đều và đẹp, nở to nữa. Cái này nó nở chưa có đạt cho nên là nó không có cái độ bóng mọi người. Nó không có bóng mịn như là cái bánh bao của mình nở đạt ha. Mình sẽ cắt ra cho mọi người xem bên trong bánh bao nó như thế nào nha. Wow, nhìn ngon ghê chưa? Thơm phức mùi nấm luôn và phô mai nó chảy kéo sợi ra như thế này.